Hello, em Thu Đồ Gỗ Sơn Đông xin chào tất cả cô chú và anh chị nha. Nếu như mà chúng ta là không gian của nhà phố và đang cần tìm một bộ bàn ăn nhỏ nhỏ tầm bộ 6 ghế thôi, nhưng mà làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ thì trong video ngày hôm nay sẽ dành cho tất cả cô chú và anh chị đang xem video này ạ. Và đầu tiên thì em sẽ quay sơ về cái dáng dấp của bộ ghế này trước nha. Cái bộ bàn ăn này thì vừa mới lên tại nhà Sơn Đông thôi và là mẫu mới rất là hot hiện tại luôn nha mọi người. Được làm bằng chất liệu chính đó chính là gõ đỏ. Nhắc tới gõ đỏ thì nhiều cô chú anh chị chúng ta cũng đã biết rồi, đây là dòng gỗ đến từ Nam Phi. Nhưng mà nhà Sơn Đông sẽ sử dụng đó chính là ba chi cao cấp nha mọi người. Với cái tông màu sơn thì sẽ là tông màu sơn rất là sáng, vì thế mà có thể hiện lên tất cả những cái đường vân này, những cái vẻ đẹp, đặc biệt là ưu điểm hay khuyết điểm gì thì nó cũng hiện lên hết. Vì thế mà chúng ta có thể nhìn tổng thể được bộ bàn ghế rất là hoàn mỹ và đẹp, đúng không ạ? Rồi, bộ này thì sẽ bao gồm có là một bàn và 6 cái ghế. Với kích thước là chiều bàn này dài thì chỉ có 1m75 và chiều ngang là tầm 80 thôi, rất là nhỏ gọn cho cô chú anh chị luôn. Dành cho gia chủ nào mà mình yêu thích sự ấm cúng chẳng hạn, và đặc biệt đó chính là nhà mình chỉ cần 5-6 thành viên là chúng ta có thể ngồi vừa rồi nha. Với cái kích cỡ ghế thì được thiết kế khá là vừa vặn với cái dáng ngồi của chúng ta. Tuy là bàn nhỏ nhưng mà ghế thì không có nhỏ nha mọi người. Ghế thì sẽ làm theo kích cỡ của dáng người Việt đó. Và cái mặt bàn này thì sẽ được thiết kế là dạng khung tranh. Bên trong thì sẽ là phần ván liền tấm cho mọi người. Em sẽ lấy cái bình hoa ra cho cô chú anh chị chúng ta có thể xem rõ về cái phần vân veo ở bên trong. Sơn là sơn nước sơn Inchem cao cấp, với phần nước sơn sẽ là 7 lớp nha mọi người, cho nên là rất là kỹ càng cho cô chú anh chị luôn. Đó. Tuy là cái phần khung tranh bên ngoài thì được ghép từ nhiều tấm, nhưng mà không phải là ghép nhặt mà là ghép từ những tấm lớn lại với nhau có chiều cong. Bàn này thì thiết kế là dạng bàn oval rất là đẹp cho cô chú anh chị luôn nha. Đặt vào nhà thì sẽ rất là tinh tế, kết hợp một bàn 6 ghế là vừa vặn cho mọi người luôn. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua mẫu ghế này tiếp. Cái ghế này thì sẽ chạm bên trên đó chính là họa tiết Phúc Lộc Thọ. Khi mà chạm như vậy thì nó sẽ ý nghĩa phong thủy rất là tốt cho cô chú anh chị luôn. Họa tiết chính tiếp theo đó chính là hoa sen ở giữa và hai chú cá chép ở hai bên nè. Ở bên dưới thì sẽ thêm một cái cá chép vọng nguyệt nữa nha mọi người, rất là đẹp và sang đây. Và cái phần tựa lưng này thì thiết kế với cái phần độ to vừa phải khi chúng ta ngồi thì có thể tựa được. Kết hợp đó chính là cái phần mặt ghế sẽ được làm liền tấm nha mọi người, mang lại cho chúng ta sự chắc chắn và an toàn hơn khi ngồi. Đây, như mọi người thấy thì cái bàn này tuy là nhỏ nhắn nhưng mà cái ghế thì không có nhỏ nha mọi người. Nó rất là vừa, dù cho em là nữ hay là nam, hay là kích cỡ 1m5, 1m6, 1m8 gì thì đều ngồi vừa phải hết cho mọi người luôn. Phần tựa lưng ghế thì khá là dày dặn cho nên là khi chúng ta dựa là nó không có bị yếu đâu nha cô chú anh chị. Đặc biệt đó là cái khoảng cách từ đất lên đến mặt ghế đã được cân chỉnh rất là kỹ, cho nên là chúng ta ngồi không có bị hậm chân mà ngồi rất là thoải mái luôn. Chân bàn thiết kế vậy nhưng mà nó không có bị vướng nha mọi người. Khi mà chúng ta để chân thì có thể là rất là thoải mái. Nếu như mà chúng ta không thích để dưới thì chúng ta có thể gác lên cái phần chân này cũng được nè. Rồi, và cái mặt bàn thì như lúc nãy em có báo kích thước, cô chú anh chị nghĩ là ôi nó nhỏ quá có để đủ đồ ăn hay không. Nhưng mà mọi người nhìn đi, thiết kế dạng oval dài thì chúng ta có thể trải đồ ăn như thế này, vừa là đều với nhau, dễ dàng gấp nhưng mà lại rất là tiện lợi nha. Rồi, một cái bộ bàn rất chi là dày dặn chắc chắn cho mọi người luôn. Với cái phong cách thiết kế thì một bàn 6 ghế. Đây, em sẽ quay cái phần chân bàn cho cô chú anh chị xem nữa. Phần chân bàn thì sẽ thiết kế dạng hai chân trụ như thế này nha mọi người. Đối với cái phần hai chân trụ thì sẽ đi để nhấn nhẹ nhàng với cái phần hoa lá tây như thế này, mang lại sự tinh tế đúng không? Yếm bàn thì sẽ làm nhẹ hoa lá tây như vậy đó. Rồi, nguyên một bộ như thế này thì hiện tại là bên em là vừa mới lên ngay tại cửa hàng thôi. Và trước giờ nếu như mà cô chú anh chị nào chúng ta tham khảo một bộ bàn ăn bao gồm có một bàn 6 ghế thì có thể là nói là rất là hiếm tại nhà Sơn Đông, lâu lâu mới lên một bộ thôi nha mọi người. Cho nên là cô chú anh chị nào quan tâm thì mình đừng chần chừ, hãy inbox ngay cho em. Và bộ này vừa mới lên chưa có giá, khi nào có giá rồi thì em sẽ tư vấn mọi người kỹ hơn nha. Đối với cái dòng gỗ gõ đỏ thì nhà Sơn Đông sẽ có chính sách là bảo hành 5 năm, bảo trì là trọn đời cho mọi người luôn. Cô chú anh chị quan tâm thì hãy liên hệ đến em thông qua số hotline, đó chính là 039 983 0770 hoặc đến ngay cửa hàng tại địa chỉ là 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc để em hỗ trợ và tư vấn mình trực tiếp ạ. Và bây giờ thì video hết rồi, bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.